Gần như toàn bộ cơ thể chúng ta đều được bao phủ bởi lông, ngay cả khi chúng ta không nhận thấy chúng. Có cả lông ở rốn nữa đấy. Mục đích là để ngăn bụi phải. Hãy xem thử đi. Bạn thấy rồi chứ? Một sợi tóc người có thể chịu được khối lượng 100 gram bằng cân nặng của 2 thanh kẹo. Màu tóc của chúng ta có thể dễ dàng giải thích nhờ gen. Không có quá 2% số người có màu tóc đỏ tự nhiên. Tiếp theo là những người có tóc vàng, rồi đến các tông màu nâu. Phần lớn con người có mái tóc đen, bao gồm cả màu nâu sẫm. Đúng vậy, tóc có thể ngừng phát triển khi đạt đến một độ dài nhất định. Một sợi tóc thường mọc từ 2 đến 7 năm, vì vậy tóc ít khi dài quá 106cm. Chà, hãy kể điều đó cho cô gái đến từ Trung Quốc này. Cô ấy đã phá vỡ mọi kỷ lục với mái tóc dài nhất từ trước đến nay. Vào năm 2004, mái tóc của cô dài tới 5,6m. Qua thời gian, tóc mất dần đi màu sắc vốn có. Điều này là do keratin nhận được ít sắc tố hơn. Khi con người già đi, các tế bào sắc tố trong nang tóc dần biến mất và tóc trở nên bạc. Một thời gian trôi qua, không có sắc tố nào được tạo ra. Đó là khi tóc chuyển sang màu trắng. Bộ phận duy nhất của cơ thể con người không nhận được bất kỳ chất dinh dưỡng nào từ máu là giác mạc của mắt. Thay vào đó, nó được nuôi dưỡng bởi nước mắt và chất lỏng ở trước mắt. Mắt người có một số điểm tương đồng với động cơ ô tô. Cả hai đều cần nhiều loại chất lỏng để có thể hoạt động được. Động cơ cần xăng và mắt cần nước mắt. Để hoạt động tốt, nước mắt cần được phân bổ đều trên khắp mắt. Đó là lý do tại sao chúng ta chớp mắt tới 20.000 lần mỗi ngày. Vì vậy, mí mắt giống như bộ phận làm sạch kính chắn gió. Chúng ta có hai nhóm cơ rất nhanh. Chúng điều khiển việc đóng mí mắt. Đây là những nhóm cơ nhanh nhất trên cơ thể. Đôi mắt mỏng manh và cần được bảo vệ. Đó là lý do tại sao khi phản xạ được kích hoạt, các cơ này sẽ nhắm mắt lại trong khoảng 100 mili giây, nghĩa là không quá 0,1 giây. Chúng ta chỉ phân biệt được màu tím xanh, vàng xanh lá và đỏ vàng. Tất cả những màu còn lại chỉ là sự kết hợp của 3 màu sắc kể trên. Việc tính toán số lượng những màu sắc kết hợp mà mắt người có thể nhìn là bất khả thi, vì mỗi người lại có thị lực hơi khác nhau. Nhưng tính trung bình thì có khoảng 1 triệu sự kết hợp màu sắc như vậy. Chứng không thể phân biệt màu sắc hay còn gọi là mù màu ảnh hưởng đến khoảng 8% nam giới và 0,5% nữ giới. Nhưng màu sắc thực ra lại không ổn định và khách quan như chúng ta tưởng. Nhiều thử nghiệm đã chỉ ra rằng mọi người trải nghiệm màu sắc khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Một vài yếu tố có thể kể ra như vị trí địa lý, ngôn ngữ và giới tính. Có nghĩa là bạn có thể chiêm ngưỡng cùng một cảnh hoàng hôn với một người bạn nhưng nhìn thấy những màu sắc hoàn toàn khác mà không hề biết. Cũng giống như dấu vân tay, màu mắt của chúng ta là duy nhất. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến cách cảm nhận ánh sáng và làm cho thị giác của chúng ta là độc nhất. Để hiểu tại sao lại như vậy thì chúng ta cần hiểu cách màu mắt được hình thành. Đây là móng mắt, phần có màu của nhãn cầu. Móng mắt chứa sắc tố và nó quyết định màu mắt. Mỗi người có một lượng sắc tố khác nhau một chút. Đó là lý do bạn sẽ không tìm thấy hai người có màu mắt giống hệt nhau. 3 gen cụ thể trong cơ thể chịu trách nhiệm về lượng melanin và quyết định sắc tố. Những người mắt xanh lam và xanh lục có ít hắc tố trong móng mắt hơn, và những người có nhiều melanin sẽ có màu mắt sẫm hơn như nâu và hạt dẻ. Một số người hiếm hoi có đôi mắt đen sâu tuyệt đẹp, nhưng đây chỉ là ảo ảnh quang học gây ra bởi lượng melanin lớn. Móng mắt đen thuần túy không tồn tại trong tự nhiên. Mặc dù những đôi mắt ấy trông đen tuyền nhưng thực ra có màu nâu sẫm. Các nghiên cứu đã chứng minh sắc tố mắt ảnh hưởng đến thị lực, bất kể màu mắt của bạn đậm hay nhạt. Những người có màu mắt sáng hơn sẽ nhạy cảm hơn với ánh sáng. Điều này có thể khiến họ cảm thấy khó chịu vào những ngày nắng. Nếu bạn có màu mắt nhạt và phải nheo mắt khi ra ngoài, đừng quên đeo kính râm. Trong mắt chứa ít sắc tố hơn, chất có tác dụng bảo vệ khỏi tia nắng mặt trời. Nhưng vì melanin hoạt động giống như kính râm tự nhiên, bạn có khả năng nhìn trong đêm tốt hơn so với những người mắt sẫm màu. Ngược lại, nếu có màu mắt tối hơn, mắt bạn có thể đối phó với ánh sáng chói vào ban ngày tốt hơn. Những người mắt tối màu nên cảm thấy tự tin hơn khi lái xe vào ban đêm vì không bị đèn pha ô tô làm chói mắt. Tầm nhìn ngoại vi của chúng ta gần như hoàn toàn là màu đen và trắng.
Đó là bởi vì mắt có nhiều tế bào phát hiện màu sắc hình nón ở trung tâm của võng mạc hơn là ở hai bên. Phụ nữ có thể phân biệt được nhiều màu sắc hơn nam giới vì họ có hai nhiễm sắc thể X. Nam giới chỉ có một. Ngay cả khi có vấn đề xảy ra với một trong các nhiễm sắc thể, phụ nữ vẫn có thể nhìn thấy màu sắc một cách chính xác. Đó là lý do vì sao phụ nữ hiếm khi bị mù màu. Ít nhất sẽ có một vài bức ảnh mà mắt bạn bị đỏ. Khi đèn flash của máy ảnh chớp lên, mắt không được chuẩn bị sẵn sàng cho luồng ánh sáng như vậy. Đồng tử vẫn giãn ra, đó là lý do tại sao ánh sáng bị phản xạ khỏi các mạch máu đỏ của màng mạch. Đây là một lớp mô ở đáy mắt, nuôi dưỡng võng mạc. Những thứ trông kỳ lạ mà thỉnh thoảng bạn nhìn thấy trước mắt gọi là ruồi bay. Chúng ta nhìn thấy chúng vì những khiếm khuyết nhỏ về cấu trúc ở một phần của mắt cản trở ánh sáng. Chúng trở nên tồi tệ hơn theo tuổi tác. Chúng ta dành 10% thời gian khi thức để nhắm mắt, đó là tất cả những lần chớp mắt. Con người có khả năng sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang giống như dơi và cá heo. Sau một quá trình luyện tập, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được đường trong bóng tối, phân tích môi trường xung quanh bằng âm thanh dội lại từ các vật thể. Cần phải luyện tập. Khoảng 6% số người có thể giật và lắc nhanh nhãn cầu qua lại. Nó không có nghĩa mắt họ không ổn, đó chỉ là một thủ thuật độc đáo mà họ có thể thực hiện. Mục đích chính của lông mi là để che chắn mắt và bảo vệ chúng khỏi cát, hơi ẩm, bụi và các mảnh vụn trong không khí. Lông mi cảm nhận được khi có thứ gì đó đến quá gần mắt, như một con côn trùng bay về phía bạn và kích hoạt phản xạ chớp mắt. Việc nháy mắt cũng rất hữu ích khi chúng ta cần loại bỏ một số hạt nhỏ hoặc mảnh vụn mắc kẹt trong tuyến lệ. Đó là những lỗ nhỏ trên mi mắt, nơi nước mắt được chảy ra. Lông mày ngăn mồ hôi chảy trực tiếp vào mắt. Da và hình dạng xương ở khu vực này cũng giúp mồ hôi chảy theo hướng ra hai bên mặt. Hành tây tạo ra một chất kích ứng hóa học đặc biệt. Nó kích thích các tuyến đặc biệt trong mắt, khiến chúng ta tiết ra nước mắt. Mũi có lẽ là một trong những bộ phận bị đánh giá thấp nhất trên cơ thể, nhưng chúng ta thậm chí sẽ không thể thưởng thức đồ ăn nếu không có nó. Khoảng 80% mùi vị của thực phẩm là nhờ vào mũi và khả năng nhận biết mùi. Nếu bạn bịt mũi khi ăn, bạn sẽ hầu như không thấy có hương vị gì. Không có khứu giác, bạn chỉ có thể phân biệt thực phẩm chủ yếu qua cấu trúc của chúng. Vì vậy, một củ hành tây có vẻ không khác gì một quả táo tươi ngon. Các nhà khoa học từng tin rằng chúng ta có thể phân biệt được khoảng 10.000 mùi, nhưng họ đã nhầm. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng mọi người thực sự có thể phân biệt được hơn 1.000 tỷ mùi. Chúng ta cũng nhớ chúng tốt hơn bất cứ thứ gì khác, và mùi hương thậm chí có thể gợi lên một số ký ức xa xưa. Mũi không chỉ giúp chúng ta hít thở và nhận biết mùi, nó lọc không khí cho cổ họng và phổi vốn nhạy cảm của chúng ta. Nếu chúng ta hít phải không khí khô, mũi sẽ làm ẩm, nó cũng làm mát và làm ấm không khí nếu cần thiết. Ngoài ra, mũi làm sạch không khí khỏi bụi bẩn. Hai lỗ mũi không phải lúc nào cũng hoạt động cùng lúc. Khi thở, một lỗ mũi thực hiện hầu hết công việc và nó chuyển đổi vài giờ một lần. 18% dân số có thể cử động cả hai tay cùng một lúc, trong khi 22% có thể cử động một tay. Những người này sử dụng các cơ tiền đình yếu mà chúng ta có được từ tổ tiên có điểm chung với loài mèo. Một số người có thể tạo ra tiếng động trong đầu. Tất cả những gì họ phải làm là căng tai hoặc hàm. Có một cơ nhỏ trong tai giúp làm giảm âm thanh lớn như khi chúng ta đang nhai. Nhưng một số người có thể điều khiển cơ đó và điều đó tạo ra tiếng ù ù có thể nghe thấy được. Răng là bộ phận duy nhất trên cơ thể không thể tự lành.